Đây là con IC của Atin 041. Con này thì khách gửi về sửa IC. Này có 3 con là 1, 2, 3. 3 con này thì chưa biết nó hư con nào. Nó gửi về xưởng kiểm tra thì nó hư con ở giữa. Có loại thì hư con đây, có loại thì hư con này, có loại thì hư hai con được luôn. Đó là phải gỡ ra quấn lại. Loại này trên thị trường nó không có bán IC mới. Nó chỉ có lâu lâu gớt ra được mấy cục gì nè. Của thằng giúp lửa hoặc là IC test. Nên là gửi về đây cái mẫu này thì sửa lại cho các anh thợ. Mẫu này trên thị trường không có bán nguyên cái mâm này. Phải gỡ ra đây coi nó hư con IC nào. Đo kiểm tra và bắt đầu mới đổ keo lại. Đổ keo như zin đó nè. Nhìn các bác thấy cũng giống như mới luôn. Ở cái con này thì làm giá nó cũng rẻ à. Có 100 mấy thôi. Chứ là làm cho mấy anh em thợ có quen biết đâu. Để qua lại các mối cũng nhiều, gửi hàng số lượng cũng nhiều lắm. Cái này làm thì cũng cực lắm. Này làm con thì cũng có 100 mấy mà khi cả nửa ngày làm ngày mới xong được con này. Nên em nào dù có nhu cầu thì các em có thể liên hệ để xem xét thì cái mẫu nó tình trạng hư như thế nào thì có thể sửa nhanh cho anh em được ha. Rồi cảm ơn các anh em rất nhiều. Nó trọng tư đấy anh.